Nhành dương liễu ban phép lành khắp cõi, nước cam lộ dập tắt lửa sân si. Ngàn tay ngàn mắt che chở bước con đi, 12 đại nguyện dắt dìu sanh chúng. Đó là hạnh nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã được Đức Thích Ca thuyết giảng trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn. Trong những lúc đau thương nghiệt ngã, tưởng chừng như bế tắc, trong lúc ấy, nếu có ai thành tâm niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, tức thì vượt qua mọi đau khổ, thật cao siêu nhiệm màu, bất khả tư nghị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni và quý thiện hữu gần xa kính mến, Đức Phật đã dạy lấy từ bi thắng nóng giận, lấy bố thí thắng tham lam, lấy chân thật thắng giả dối. Ôi biết bao nhiêu pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn đã để lại trên nhân thế, giúp con người tỉnh ngộ mà trở về với bản thể chân như sẵn có. Ước mơ được làm viên gạch nhỏ để dựng xây nên tòa nhà Phật Pháp, một giọt nước thiện nhân để khai nở hạt giống Bồ Đề đã ít nhiều bị vùi lấp bởi lớp bụi trần ai. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng ni cùng quý thiện hữu gần xa thân tâm thanh tịnh, đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý vị, thiện nam tín nữ xa gần, từ bao đời nay chùa là nơi thờ cúng, nơi diễn ra các hoạt động tín ngưỡng tâm linh, nơi nuôi dưỡng tâm hồn và bản sắc dân tộc. Chính vì vậy mà mái chùa xuất hiện giữa dòng nhân thế. Chùa Vạn Linh nay còn gọi là chùa Thiền Tử Linh Thanh, tọa lạc trên mảnh đất linh thiêng thôn Trung, xã Vạn Linh, thành phố Móng Cái, là ngôi chùa địa linh mà ông cha ta để lại cho chúng ta ngày hôm nay. Tuy nhiên, trải qua bao thăng trầm biến thiên của thời gian và lịch sử, chỉ còn lại nền móng chứng tích của một ngôi chùa cổ. Năm 2016, được sự quan tâm của chính quyền địa phương cùng các cơ quan ban ngành đoàn thể, thiện nam tín nữ gần xa, ngôi chùa đã được khởi công xây dựng lại. Nhưng do điều kiện kinh tế của vùng quê nghèo thiếu thốn, hiện nay còn rất nhiều hạng mục cần được tôn tạo. Nhà Phật dạy rằng ăn cũng hết, mặc cũng mòn, cũng rằng Tam Bảo phúc còn mai sau. Xây chùa tạc tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Phát tâm hộ trì Phật Pháp
làm những việc lành, gieo trồng công đức, phước báo trí tuệ cho mình và cho mọi người. Đó là việc vô cùng thiêng liêng và quý báu, tạo phương tiện môi trường và thiện duyên cho tứ chúng tu học đời này và đời sau qua nhiều thế hệ. Vì vậy, nhà chùa rất mong quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa tùy hỷ, tùy duyên phát tâm công đức bằng tịnh tài, tịnh vật, đóng bè tập phúc góp phần cúng dường Tam Bảo để xây dựng chùa cánh và củng cố lại hệ thống tượng thờ nơi chùa để bà con Phật tử, nhân dân địa phương có nơi tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh. Chúng tôi tin rằng bất cứ ai đóng góp phần công đức tạc tượng hay chiêm bái đảnh lễ nhất định sẽ được chư Phật từ bi gia hộ, đều được an lạc, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngự trên tòa đá uy nghi, liên hoa tay vẫy diệu kỳ tầm thinh. Ấn cắt tường xóa vô minh, cứu khổ cứu nạn hàm linh nương về. Lắng nghe giọt nước cành dương, tình mình ban trải tình thương muôn trùng. Như Lai Bồ Tát viên thông, thanh lương cam lộ tắt dòng khổ đau. Oai lực trên đỉnh Long Vương, bạch y tung giữa trùng dương bạc đầu. Tầm thinh khắp cõi khổ đau, Bồ Tát hóa hiện nhiệm màu muôn nơi. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.